Xin chào anh chị, thì hiện tại em đang có mặt tại một căn nhà ở ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã Gò Công. Đây, em muốn giới thiệu đến anh chị mình căn nhà này nha quý anh chị. Thì hiện tại thì nhà của mình có diện tích là 169m² nha quý anh chị. Thì căn nhà đó cũng khá là mới nha quý anh chị. Ở trong nhà thì vật dụng mình chưa có, thì mình có thể mua căn nhà này về để mình nghỉ dưỡng nè quý anh chị. Hoặc là mình đầu tư hoặc cho con cái mình ra đi ở nè, rất là thuận tiện luôn nha quý anh chị. Khu vực bên này thì cũng rất là đông nhà nè quý anh chị, nhà san sát san sát. Còn có hướng phía bên đây nè quý anh chị là người ta xây nhà căn để người ta bán căn đó quý anh chị. Tại vì ở đây còn gần ở đây có công ty nên người ta xây người ta bán. Nói chung khu vực của mình rất là mát, nhà của mình hiện tại là nằm hướng nam nha quý anh chị. Cách chợ gạo tầm 20 cây, cách thành phố Mỹ Tho tầm 30 đến 35 cây số quý anh chị, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm 65 cây số. Thì sẽ đến căn nhà của mình ở đây nha quý anh chị. Phía về trước mình là mình có tiền, mình xây thêm tiền chế ngoài nó cũng mát nha quý anh chị. Ở đây người ta xây đủ căn nhà để ở thôi. Mà trước mình còn dư một khoảng nè, ngoài sau cũng còn dư một khoảng trống, mình có thể trồng thêm cây ăn trái vô nha quý anh chị. Tí xíu em qua, em ra phía sau căn nhà của mình, em qua cho quý anh chị mình xem. Phía trong cũng chưa được tô nữa nhưng mà rất là sạch sẽ luôn. Con đường vào nhà của mình nè quý anh chị là con đường hiện tại gần 2m thôi quý anh chị. Cách đường lớn tầm 100m là tới căn nhà của mình rồi. Ở phía ngoài đó mình có thể chạy xe hơi tới đó thôi chứ không vào nhà được quý anh chị. Và đường chỉ gần 2m thôi. Đây, ta có trồng hai cái cây gì này cho nó bóng mát hả quý anh chị. Thì mình có tiền mình xây tiền chế thêm phía của chú sân mình để mình uống nước trà rồi ngồi hóng gió hóng mát rồi mình chơi với gia đình mình được. Em nghĩ rất là thoải mái luôn. Phía ngoài được tô hết rồi nè quý anh chị, phía trong là thì chưa có tô. Em tiến vào nhà em quay nha. Đây là phía trước sân của mình nè quý anh chị. Ở trong đây là phòng khách, ở trong đây chưa có được tô gì nè quý anh chị. Ở trên đó là chỗ thờ cúng, có thể gắn tượng Phật ở trên đó hay là cho mình thờ. Điện này kia đã được nói là hết rồi quý anh chị, điện nước nói chung là rất là đầy đủ luôn. Mình về mình chỉ câu vô thôi. Nhà mình hiện tại thì có một phòng ngủ nha quý anh chị. Đây là phía ngoài trước. Đây là căn phòng ngủ đầu tiên của mình nè quý anh chị. Dễ duy nhất một căn phòng ngủ thôi. Phía ngoài sau này là không gian của bếp nè, nấu ăn nè quý anh chị. Đây. Em thấy hai bên luôn. Đây là phía bên hông căn nhà của mình, có thể chạy xe vào đường mé dưới nè quý anh chị. Cái này em nghĩ mình về mình tô sơn lại nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây là không gian phía sau của mình, còn một khoảng đất trống nè quý anh chị. Vậy đây mình có thể trồng vườn ở đây cũng rất là đẹp nè quý anh chị. Mình trồng thêm cây ăn trái ở phía bên sau này nè. Ngoài sau được rào này kia hết rồi nha quý anh chị. Còn nguyên khoảnh đất trống của mình đó, đất của mình là đất nở hậu đó, được rào kẽm hết rồi đó. Có cọc móc ranh giới hết rồi, nên quý anh chị mình an tâm nha. Em thấy ở đây có cây mít này quá trời trái nè quý anh chị. Ôi đã quá chừng luôn nè. Về mình có mít mình ăn luôn. Rồi bây giờ em tiến lên phía ngoài trước, em quay ngược lại cho quý anh chị mình dễ hình dung lại căn nhà của mình nha. Đây là nhà vệ sinh. Đây là không gian nhà bếp. Chỗ đậu xe. Rồi bây giờ em đi vào phía trước, đây là căn phòng đầu tiên của mình. Có điện, lắp điện đâu đầy đủ hết nè quý anh chị. Đây là phía bên hông của căn nhà mình. Đây bên đây là không gian phòng khách. Đó, nhà cũng rất là gọn ghẽ, sạch sẽ luôn. Về mình có tiền nữa, mình bỏ thêm ít vốn ra, mình sơn tô lại. Căn nhà rất là hoàn thiện luôn. Đây là phía ngoài trước sân của mình nè. Có trồng hai cây phát tài, em thấy quá trời đẹp luôn. Phía trước đất của mình, bên hông mấy bên kia đó quý anh chị, người ta trồng cải xanh, cải đồ đó. Rất là mát luôn. Nhà hàng xóm gần gần đây cũng nhiều nè quý anh chị.
Thì em xin nhắc lại là nhà của mình nằm ở địa chỉ là ấp Thuận Hòa, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Có tổng diện tích là 169m2. Hiện tại nhà mình nằm hướng Nam. Chủ kêu giá bán là 550 triệu, thương lượng nhẹ chút đỉnh thôi nha quý anh chị. Thì em xin kết thúc cái video tại đây nha. Quý anh chị mình ai cần liên hệ cho em. Dạ, em xin chào.